Mình có một cái hành trình chuyển hóa bản thân, chuyển hóa những cái vô thức của mình trên cái con đường mà mình khai sáng giác ngộ tâm linh, thì mình có duyên đi đến với Diviner. Mình cảm nhận được trong cái khóa học mà Transforming Art kỳ này, nó có một cái nguồn năng lượng rất là tinh khiết, và cái sự dẫn dắt của vị thầy khiến cho tất cả mọi người kết nối với nhau rất là sâu sắc từ chính trái tim của mình. Mà cái điều đó là các bạn sẽ không thể nào mà học được ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Cái đó là cảm nhận của mình, nó thật sự là như vậy. Mình cũng học được, đây là khóa thứ ba rồi. Mình không nghĩ mình học tới khóa thứ ba đâu. Mà nó có một cái điều thu hút với mình, nó là tại vì cái phương pháp này nó không có cái gì mà giáo điều hết. Thật sự là như vậy. Ngoài kia đã giáo điều quá nhiều rồi. Vô đây là mình vô thẳng trọng tâm vấn đề luôn. Mình thực hành luôn. Thật ra những cái thực hành nó rất đơn giản nhưng lại giúp rất là nhiều. Mà khi mà chỉ khi nào mình đi vô đó mình thực hành mới biết. Chứ có nhiều bạn á nghĩ là tôi cũng làm được vậy. Nhưng mà thật ra khi mà bạn đến đây và có cái sự hướng dẫn trực tiếp của thầy, bạn sẽ có một cái động lực rất lớn để làm. Mình thấy những cái khóa học như thế này là nên được tổ chức nhiều hơn. Và mình muốn lan tỏa nó cho tất cả mọi người. Thì cái người đầu tiên mà mình lan tỏa đó chính là mẹ của mình. Cái người đã sinh ra mình. Mình rất là yêu quý mẹ của mình. Và mình nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng yêu quý mẹ của mình hết. Nhưng mà tại sao các bạn chỉ cho cha mẹ của mình những thứ vật chất đơn giản bình thường, mà không cho cha mẹ mình một cái sự khai sáng, một cái sự giác ngộ, một cái con đường tỉnh thức. Và lúc đó đó thì cái gia đình của mình nó sẽ trở nên hạnh phúc. Mình trao cái giá trị đó cho cha mẹ mình, và tin tưởng cái người thầy, và tin tưởng cái tổ chức của Diviner. Thì mình cảm nhận được là mẹ mình đã có rất nhiều thay đổi. Lúc đó thì hai mẹ con trở nên hiểu nhau hơn. Nó không còn là những cái sự quan tâm bình thường nữa. Mà khi mà mẹ mình thực hành nghệ thuật trị liệu vẽ trên đá đó, thì mẹ mình mới bày tỏ được cái tình thương mà thật sự đối với mình. Còn trước đây là mẹ chỉ bày tỏ qua việc cho ăn nè, chăm sóc nè. Thì cái đó đều tốt hết. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ mà nó như vậy á, nó chỉ ở bề nổi thôi. Còn mà đi vô bề sâu á, là chúng ta phải có những cái gì đó thuộc về nghệ thuật. Chúng ta phải có những cái gì đó chạm tới con tim của mình. Và những cái đó nó mới gọi là kết nối thiêng liêng, sâu sắc giữa con người với con người. Ở đây thì mình rất là cảm mến các bạn tình nguyện viên, bởi vì các bạn làm tình nguyện bằng tấm lòng của mình, chứ không phải là các bạn chỉ làm cho có hay là chỉ làm đủ trách nhiệm thôi. Ở đây nó có hai cái vấn đề, đó là thường là mình học ở những cái tổ chức khác thì các bạn chỉ làm đủ trách nhiệm, có nghĩa là đủ trách nhiệm là bạn đã hài lòng rồi, đúng không? Ở đây là các bạn sẽ được tận hưởng một cái dịch vụ mà gọi là vô giá luôn. Có nghĩa là các bạn làm việc hết sức mình luôn, hơn cả trách nhiệm nữa. Có nghĩa là các bạn tình nguyện viên giống như là người nhà của mình vậy đó, giống như người thân của mình. Đó là chăm lo chăm chút từng ly từng tí luôn. Và đó gọi là cái sự tỉnh thức trong cái việc quan tâm chăm sóc người khác. Mà khi mình nhìn vô đó mình cũng học hỏi được rất nhiều từ các bạn. Và cho nên là mình rất là biết ơn vũ trụ đã đưa mình tới đây, biết ơn vị thầy, biết ơn tất cả các bạn, và biết ơn cái vòng tròn năng lượng và những cái anh chị em mà mình đã được gặp và đã được học ở trong khóa học này. Mỗi người cũng giống như một vị thầy, và tất cả chúng ta cần phải khai phá cái vị thầy bên trong của chính mình bằng cách là cho phép mình đi vào nơi của những vị thầy. Thì lúc đó bạn sẽ tỏa sáng và trổ hoa giống như những bông hoa bên cạnh mình như thế này.